đất sạch chấm nét, minh bạc uy tín, chuyên làm dịch vụ cấp sổ và xin phép xây dựng. Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay đất sạch chấm xin được chia sẻ về chủ đề về điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quyết định của cơ quan nhà nước. Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quyết định của cơ quan nhà nước như thế nào? Thủ tục thực hiện ra sao? Cùng tìm hiểu các vấn đề trên qua bài viết sau của chúng tôi, điều kiện cấp sổ đỏ. Theo quy định tại khoản 3 điều 100 Luật Đất đai 2013, thứ nhất là hộ gia đình cá nhân được sử dụng đất theo bản án, thứ hai là quyết định của tòa án nhân dân, thứ ba là quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, thứ tư là văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, thứ năm là quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật. Sau đây là trình tự thủ tục các bước cấp sổ đỏ như sau, bước 1. Chuẩn bị hồ sơ, theo quy định tại thông tư 24/2014 bộ tài nguyên môi trường, bạn chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau, một là đơn đăng ký biến động đất đai, hai là bản gốc giấy chứng nhận đã cấp, ba là biên bản hòa giải thành, bước 2. Nộp hồ sơ bạn nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký đất đai, bước 3. Kiểm tra hồ sơ, văn phòng đăng ký đất đai thực hiện kiểm tra hồ sơ, thực hiện các công việc chuyên môn cấp sổ, bước 4. Thực hiện nghĩa vụ tài chính, sau khi có thông báo của cơ quan thuế. Bạn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo thông báo, bước 5. Trả sổ đỏ, bạn tới văn phòng đăng ký đất đai để nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp thời hạn thực hiện không quá 15 ngày. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục quy định tại điều này được tăng thêm 15 ngày. Nếu anh chị nào muốn có bản vi giáo trình chiếu này thì hãy để lại email phía dưới bình luận, chúng em sẽ dành tặng để anh chị có thể sử dụng khi cần thiết. Nếu anh chị nào có nhu cầu hỗ trợ làm sổ đỏ, xin phép xây dựng hay hoàn công thì đừng quên gọi cho em theo số điện thoại 0363232739 và đừng quên ủng hộ em bằng cách like chia sẻ và đăng ký kênh đất sạch tq net ạ à.